Hello cả nhà thân yêu thân mến nha. Làm đồ ăn chít mịt cả nhà ơi. Mình đổ nước sốt vô đây rồi cả nhà. Bây giờ mình bóp nha, tay sạch sẽ nha cả nhà nha. Mình bóp để mình nhồi viên á cả nhà. Nhồi viên này mình bỏ vô lò mình nướng chung với cái này luôn nè. Với cái thịt, với cái bò, với cái gà cả nhà. Đó, nhiều đó. Đây cái này cả nước. Cái này là cái nước sốt mà để một lát mình bỏ vô cái này. Còn trong đây mình bỏ nước sốt rồi. Rồi mình ớt cho nó thấm. Đây là nước sốt riêng, cái này là nước sốt riêng cả nhà. Bóp mình nhồi, nhồi chung với tôm đó nha. Có tôm nó mới ngon. Mình nhồi mình bầm tôm nhuyễn ra, mình nhồi chung với thịt xong mình dò viên lại cho nó nhỏ. Và tối mình bỏ vô chung với bò rồi mình nướng luôn. Mình viên mình nướng luôn. Bây giờ cái này mình làm xong mình bỏ qua bên cả nhà. Ừ, cái này là lát mình dò viên rất là ngon, vì có tôm nha. Mình có bỏ cái bột năng vào cho nó dính dính cả nhà. Đấy, giờ mình sẽ làm tới bên đây nha. Đây mình sẽ bỏ hết cái này ra đây, trong đây mình để những cái lá thơm với lá chanh để cho nó thơm cái thịt gà của mình á. Giờ mình đổ xuống hết nè. Đó, mình lấy tay sạch sẽ nha, an tâm nè. Mình làm thịt theo miếng. Tính mua thịt theo cục, mà thịt theo cục nó ăn nó ngán lắm cả nhà, nó ngán dữ lắm. Năm rồi em ăn nó ngán lắm, mấy đứa nó không có ăn nhiều nên là hôm nay mình sẽ thịt bao rồi mình sẽ sắc mỏng như thế này cả nhà. Chỉ có thịt bò là mình sẽ để nguyên cục như thế này, thịt bò mình mỗi nguyên cục như thế này. Thịt bò sắc nguyên cục thì nó mới đẹp, cái con gà đơn giản như vậy thôi. Và mình còn củ quả rất là nhiều nha, chiều nay mình sẽ bỏ củ quả chung rất là nhiều. Lá chanh nó thơm cả nhà. Với cái lá này nè, cái lá này tây nó hay xài với cái này nè cả nhà, nó thơm. Đó. Thì mình sẽ ớt cái con gà của mình. Mình làm cái nước sốt đó riêng như vậy nó mới thấm cả nhà, đừng có bỏ trộn chung nó sẽ không ngon bằng cái mình làm cái nước sốt mình quậy sẵn như thế này. Mình đem nếm cái nước sốt là thiệt là ngon, xong rồi mình đổ như thế này mình quậy như thế này nha. Tao nói là New Year chiếc mịt đồ hả, tao nói ai cũng sơn móng tay làm đẹp đi chơi em ở nhà toàn là coi nó nấu ăn. Về nhà làm công chuyện đồ ăn cho tụi con tụi nhỏ, xong rồi tối nay nữa là cho tụi nhỏ ăn. Chập tối một tí là bắt đầu nấu mẹ con ăn luôn đó, vậy nè. Rất là thơm luôn, thơm giả man, mấy cái lá này với lá chanh nó thơm dữ lắm luôn. Và có hành củ á, mình xắt bự nè, rồi mình xắt nhỏ nhỏ ra cho nó thơm cùng nha cả nhà. Em không có xài tỏi, em chỉ xài hành củ thôi, hành củ với lá chanh. Rồi một lát nữa mình sẽ bỏ cái chanh vào cũng được, nhưng mà thôi cho nó chua đó, em có bỏ. Em chỉ bỏ lá chanh cho nó thơm. Xắt chanh miếng bự bự bỏ vô cũng được nha ha. Nó sẽ chua. Nó chua, còn nó làm cái chanh khi mà con nướng cái chanh nó ra nó chua, cái này mà đâu được chua. Nó chỉ mình làm cho nó thơm thì mình lấy cái lá chanh là ok, ta lấy lá này lá nọ thôi chứ người ta đâu có lấy gì mà cái chanh nó chua lắm, con hiểu không? Chanh khi nó nướng nó ra cái nước trời nó chua chung với cái này sao mà ăn. Cái này đâu được chua. Có cái gì chua được, nó chua. Cái này chiếc mịt chỉ là có cái gì thơm, thịt nó phải có cái gì thơm mà nó vừa ăn ngon thôi. Đấy, quá trời đậm đà luôn nè, nhìn là biết đậm đà lắm luôn. Và cái chiếc kình nó rất là dày, mình sợ nó lâu chín đó cả nhà. Nên mình mới thẻo nó ra như thế này để chi cho nó lòi lẹ chín nha. Chiếc kình nó rất là dày, cái chỗ này nó dày dữ lắm. Cục thịt bò thì không sao, cục thịt bò thì bò nó đừng mình nướng nó đừng có chín quá cũng ok, mà vì bò người ta vẫn ăn sống được mà. Còn chiếc kình thì không được. Nên là bò mình để cục mình nướng vừa chín bò là ok. Rồi, đậy cái lên phiều lại, tối lắm rồi. Quất mấy đứa nhỏ cũng tắm rửa xong hết rồi, một lát chụp hình chụp đồ nữa. Coi như là xong một cái năm chiếc mịt và New Year cho các con vui vẻ hạnh phúc. Hello cả nhà nha, mình bỏ tủ lạnh là đã giờ cả nhà mấy tiếng đồng hồ luôn. Bữa nay mình hình như là mình ốp tới 4-5 tiếng đồng hồ nữa nè cho nó thấm á. Rồi mình chuẩn bị bắt cái lò nóng lên, cái lò nướng cho nó nóng là mình bỏ nó vào mình nướng. Wow, chắc nó thấm dữ lắm rồi cả nhà ơi, mở ra cà linh phiều cái mở nó ra nó thơm bưng. Này, cái này lát nữa em gờ viên cả nhà. Cho mấy nhỏ nó có này có kia ăn nó đỡ ngán. Rồi mình bỏ phai lang tây rồi chung luôn. Bỏ cái này đi trước, mình bỏ cái này trước. Tại vì phai lang tây rồi nó rất là lẹ chín cả nhà, nên là sẽ bỏ mấy cái này trước. Rồi một lát sau là mình gần chín rồi mình mới bỏ phai lang tây rồi vô nha. Cà rốt rồi vô nha. Đấy. Thơm, trời ơi, thơm nước mũi luôn, cái lá chanh. Rồi thêm cái cọng rau đó của tây cái nó thơm. Rồi ôi, rồi bắt đầu củ hành rồi mình bầm nhỏ đó. Thơm bưng. Hello cả nhà thân yêu thân mến nha, mời cả nhà ăn với mẹ con em nha. Cả nhà ơi, ngon quá trời luôn cả nhà ơi. Cái này mình có dò viên nữa cả nhà, rất là dò cục bự vậy nè, ăn rất là ngon nha.
đó 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 cả nhà ơi, đó bò là phải chín như vậy cả nhà. Mấy đứa nhỏ này em nó không thích ăn sống á, nó không thích ăn bò sống nên em phải làm chín như vậy. Mình nhìn cái màu nó vậy chứ nó không có khô đâu cả nhà nhé, vì em đã canh rất là kỹ. Nhìn nó vậy thôi chứ ở trong nó vẫn còn mềm mềm đó. Nó không có đỏ thôi, đỏ thì ngon. Xá lạch này cả nhà, đó xá lạch đông quá nên là mình cái đời làm cái nhiều đu đủ nè, bánh mì đó, nước sốt. Trời ơi coi nè, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Mời mời cô chú cùng ăn với gia đình của Kenny Nguyễn nha. Mời cô chú nha. Merry Christmas cô chú nha. Chúc cô chú Merry Christmas gia đình vui vẻ nè, hạnh phúc nè, ấm áp, an lành nha. Đó, quá ngon luôn. Cái này mẹ phải bổ cho yeah. Kitchen, mẹ phải bổ. We have to put it back in the kitchen.